Alo, thám tử nhanh trí xin nghe. Gì cơ? Thách đố thám tử nhanh trí giải mã được 18 câu hỏi siêu bá đạo á? Úi xời, xin cái tuổi bạn ơi. Gì chứ, thách nhầm người rồi. Từ lúc hành nghề thám tử đến giờ, nhanh trí chưa ngán một ai. Bao nhiêu thứ xấu hết ra đi. Đùa thôi, bây giờ mới là thật nè. Tèo đang đi chơi thì bị bọn người xấu bắt cóc, rồi nhốt vào một căn phòng tối. Có một ô cửa sổ rất là cao, Tèo muốn ra khỏi căn phòng đó, nhưng chớ trêu thay, Tèo quá thấp để có thể bật người với tới ô cửa sổ. Rất may, Tèo phát hiện ra trong phòng còn có một chiếc xẻng, với chiếc xẻng này, Tèo có thể đào một đường hầm ra ngoài. Tuy nhiên, thời gian đào lại mất đến tận 2 tuần, trong khi Tèo chỉ có 2 ngày để thoát khỏi đây. Việc thoát ra này có vẻ là rất khó và Tèo có thể sẽ bị nhốt trong căn phòng đó mãi. Ôi các fan của Nhanh Trí ơi, bơi vào giúp Tèo nào. Cách nào để thoát khỏi đây ta? Nếu để ý kỹ điều kiện mà tình huống đưa ra, bạn sẽ thấy Tèo hoàn toàn có thể ra khỏi căn phòng đó trong 2 ngày với một chiếc xẻng mà thôi. Không cần đào đường hầm, Tèo chỉ cần đào và xới đất dồn thành một đống chất cao, đứng lên đó, bám vào ô cửa sổ rồi trèo qua là thành công. Hù, may quá, cuối cùng cũng trốn thoát ra được khỏi căn phòng đó. Nhưng trước mắt Tèo là một rừng cây rậm rạp và vô cùng hoang vắng. Làm thế nào Tèo có thể thoát khỏi khu rừng đó đây? Các bạn ơi, giúp Tèo nhé! Tèo ơi, hãy đi theo hướng dòng sông. Vì từ xa xưa con người thường xây dựng nhà cửa gần sông nên cứ đi theo hướng đó, nhất định sẽ thoát khỏi khu rừng mà thôi. À, mà nhanh cái chân lên nhé, chứ để trời tối rồi sẽ không nhìn thấy đường nữa đâu. Thậm chí còn bị ma rừng bắt đi mất thì sao? Mà ở trong rừng nguy hiểm lắm đấy. Úi trời, vừa mới nói xong, Tèo ơi là Tèo, chưa kịp thoát ra khỏi khu rừng thì gặp ngay một con gấu siêu to khổng lồ bị bỏ đói lâu năm đang tiến đến gần. Làm sao để thoát khỏi con gấu đây các bạn ơi? Đừng có chạy nha Tèo, càng chạy nó càng đuổi đấy. Mà cũng đừng đứng im ở đấy, nó mà cắn cho một cái thôi là xin vĩnh biệt cụ luôn. Xin vĩnh biệt cụ. Tốt nhất là hãy nằm im giả chết đừng động đậy. Khi đó con gấu tưởng Tèo chết rồi nên rủ lòng thương nó sẽ bỏ đi thôi. Ôi thương Tèo quá, mình mà gặp con gấu thì ngất trên cành quất luôn rồi. Rất may do ăn ở tốt, Tèo đã gặp được người dân gần đó và đưa về nhà. Các bạn ơi, chúng mình đi chơi thì nhớ chơi gần thôi. Và nếu đi xa thì phải có người lớn đi cùng. Chứ mà bị như Tèo thì khổ lắm. Nhanh Trí không muốn các bạn bị làm sao đâu. Nào nào, đổi gió chút với câu đố tinh mắt này nhé. Đã thông minh rồi, lại còn xinh thì tuyệt chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Chú gấu trúc nằm ở đâu trong bức hình này? Ôi trời, quá quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mà cũng có bạn nhìn lòi hết cả mắt ra rồi mới tìm đây này. Em ấy giấu kỹ quá, hóa ra là ở đây. Trả em về nơi sản xuất đấy. Hi hi, nghỉ ngơi uống hộp sữa, lấy sức chiến tiếp câu 5 nào anh em ơi. Câu hỏi siêu lắt léo, bạn nào IQ 2000 mới trả lời được thôi. Một người đàn ông bị điếc đã đến cửa hàng hoa để mua tặng vợ mình nhân ngày sinh nhật. Làm thế nào để các nhân viên biết điều ông muốn nhỉ? Ui, quá đơn giản, có bạn nào bị đánh lừa ở câu này không? Ông ấy chỉ cần nói ra thôi mà, ông ấy bị điếc chứ đâu có bị cấm. Ai hi, bất ngờ chưa? Gấp gấp các bạn ơi, lão tiến sĩ ác độc đã bắt cóc mommy lòng lét tới một hòn đảo hoang. Ở đó có 3 cánh cửa để thoát ra ngoài. Cánh cửa đầu tiên có con SCP-096 canh giữ. Ủa, gì vậy? Cánh cửa thứ hai là quái vật khát máu thời tiền sử Typhon. Cánh cửa thứ ba chứa chất phóng xạ chết người. Theo bạn, cánh cửa nào an toàn nhất để mommy lòng lét trốn thoát đây? Tưởng gì khó, hãy để 500 anh em nhà Nhanh Trí lo. Nói cho mà nghe nè, chọn cửa số 1 nhé. Nhưng hãy cúi mặt mà đi, đừng có nhìn vào mặt của SCP-096 vì nó chỉ nổi điên khi ai thấy được nhan sắc của nó thôi. Chúc mommy lòng lét may mắn nha. Hết vụ này, đã tới vụ khác rồi. Thám tử Nhanh Trí và 500 anh em bận rộn quá đi thôi. Anh cảnh sát đang đuổi theo một tên cướp ngân hàng thì bị mất dấu ở cuối đường rẽ. Sau khi đi lòng vòng tìm kiếm, anh thấy một hàng tượng xếp dập ở bờ hồ một công viên nhỏ gần đó. Đáng định lướt qua, anh cảnh sát bỗng nhận thấy điểm đáng ngờ và ở những bức tượng đó cho rằng tên tội phạm đã giả dạng thành tượng để đánh lừa. Bạn có biết bức tượng nào là giả không? Tượng mà đeo đồng hồ cơ à? Trông kìa, ánh mắt láo liên thế kia thì chỉ có thể là tên trộm xấu xa thôi.
Mà công nhận, anh cảnh sát đỉnh thật, thế mà cũng nhận ra. Giờ thì anh cho hắn ngay vào tù để ngồi bóc lịch với cậu Bảnh đi nhá. Đang hăng máu, chiến tới tấp ngay câu thứ 8 cho nóng nào. Đố bạn chữ N đang ở đâu đấy? Úi ta ta, tưởng thế mà làm khó được các fan cứng fan mềm nhà nhanh trí được ư? Anh edit đây, cho em order câu nào khó hơn đi. Chữ N đây nè. Ái chà, mạnh miệng gớm vậy. Thì tìm thử chữ F đang ở đâu trong chữ này. Úi xùi ôi, tuyết con mắt có thật các bạn ơi. Nhưng may mà mình vẫn tỉnh mắt. Chữ F kia kìa, chạy đâu cho thoát được. Câu 10 á, siêu siêu hách não nha, chứ không phải là dễ dàng đâu. Trên bàn có 5 bát gia vị, rượu trắng, nước muối, giấm, nước đường và nước sôi. Chúng đều trong suốt, không màu và có thể uống được. Chỉ được nếm một lần duy nhất, thì liệu bạn có phân biệt được bát nào đựng gì không? Đây đây, chẳng có gì làm khó được nhà nhanh trí ta cả. Nghe câu này có vẻ quen quen, hãy xem trí khôn của ta đây. Đầu tiên, sờ tay tìm ngay ra bát nước sôi. Mùi ngửi sẽ giúp ta phát hiện ra giấm và rượu. Còn lại hai bát thì nếm nước trong một bát là biết ngay bát nào đựng nước muối, bát nào đựng nước đường mà. Tới câu 11 thì dễ thật chứ không dễ đùa đâu. Đố bạn có thể tìm được hai đồ vật giống nhau trong bức ảnh này. Chỉ là thử tài nhạy bén và thông minh của trí não bạn thôi mà. Quá đơn giản, giả hai cái răng cưa tròn tròn kia lạc đi đâu được. Câu tiếp theo, thử tài suy luận thách thức các bộ não siêu phàm của nhà nhanh trí. Nếu trời mưa lúc 12 giờ sáng, bạn có thể mong thời tiết nắng đẹp sau 72 giờ không? Ôi là trời, một ngày có 24 giờ thôi, sau 72 giờ sẽ là 12 giờ đêm rồi, thì lấy đâu ra thời tiết nắng đẹp nữa. Các fan chân chính nhà nhanh trí có vượt qua câu này không? Comment cho nhanh trí biết với nhá. Bạn nào mà học khá giỏi toán thì câu hỏi sau chắc chắn dành cho bạn. Một bà cụ có 3 con gà đẻ được 3 quả trứng trong 3 ngày. Một ngày nọ, bà muốn có nhiều trứng hơn nên đã mua thêm 12 con gà. Hỏi trong 15 ngày bà có bao nhiêu quả trứng? Nào nào, lấy giấy bút ra tính cùng nhanh trí đi. Nếu 3 con gà đẻ được 3 quả trứng trong 3 ngày, điều đó có nghĩa 1 con gà đẻ được 1 quả trứng trong 3 ngày. Như vậy, trong 15 ngày, nó sẽ đẻ được 5 quả trứng. Trong khi bà có 15 con, bà sẽ có 75 quả trứng sau 15 ngày. Ui, EZ game! Câu tiếp theo khá là khoai, có thể gấp đôi câu trước. Một cậu bé đi bộ vào rừng và phát hiện một căn nhà gỗ bị bỏ hoang. Cậu quyết định bước vào, vừa đặt chân vào bên trong, cánh cửa sau lưng cậu đóng sầm lại. Không gian tối đen như mực, cậu bé tìm thấy một công tắc nhưng không có điện. Cậu chợt nghe tiếng nói nhắc rằng một trong ba cánh cửa phía trước sẽ giúp khách đi lạc thoát ra ngoài. Đằng sau cánh cửa thứ nhất là hàng nghìn con rắn độc có thể gây chết người ngay lập tức. Đằng sau cánh cửa thứ hai là một chiếc ghế điện và một kẻ hành quyết có thể giết cậu bé. Đằng sau cánh cửa thứ ba là một con sư tử đã không ăn gì trong nhiều ngày. Theo bạn, cậu bé phải đi đường nào để an toàn đây? Hãy tỉnh táo lên cậu bé ơi! Bạn nên bước vào cánh cửa có ghế điện bởi trong căn nhà gỗ không có điện mà. Do đó cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Công nhận, ca pha nhanh trí đỉnh quá. Nãy giờ câu nào cũng trả lời ngon lành cành đào thì phải. Vậy thì ngại gì mà không chiến tiếp câu 15 nhỉ? Bức tranh này là hình ảnh một con quạ, chú tiều phu trong rừng thôi mà. Điều ẩn chứa đằng sau bức tranh là gì đây? Có bạn nào đoán ra được chưa? Nào, bây giờ lật ngược lại bức tranh, ta sẽ thấy một bí mật đấy. Không phải chỉ là tiều phu trong rừng đâu, nó còn là hình ảnh chú nhím nhỏ đang vui vẻ ở trong rừng đây này. Ui, đáng yêu thế, ai mà nghĩ ra bức tranh này đúng là có bộ óc không phải dạng vừa đâu đấy. Nếu bạn thấy hay và thông minh hơn thì nhớ ấn like, share và subscribe nhé. Yêu tất cả các bạn.